Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Ngày 18 tháng 12, Mỹ công bố thành lập liên minh 10 quốc gia nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái UAV từ nhóm vũ trang Houthi Yemen nhằm vào các tàu đi qua Biển Đỏ, theo hãng tin AFP. Mỹ công bố liên minh mới trên nhân chuyến thăm Israel của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin. Liên minh mới này bao gồm Mỹ, Anh, Bahrain, Canada, Pháp, Ý, Hà Lan, Na Uy, Seychelles và Tây Ban Nha. Các quốc gia tìm cách duy trì nguyên tắc tự do hàng hải, phải cùng nhau giải quyết thách thức do tổ chức phi nhà nước này đặt ra. Tôi tuyên bố thành lập chiến dịch người bảo vệ thịnh vượng, ông Austin nói. Ông Austin cho biết, Liên minh an ninh sẽ hoạt động với mục tiêu đảm bảo tự do hàng hải cho tất cả quốc gia, tăng cường an ninh, thịnh vượng trong khu vực. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ lưu ý rằng, các cuộc tấn công liều lĩnh gần đây của Houthis đe dọa dòng chảy thương mại tự do, gây nguy hiểm cho các thủy thủ và vi phạm luật pháp quốc tế. Houthi gần đây liên tục tấn công vào các tàu thuyền đi qua Biển Đỏ mà nhóm này cho là hướng tới Israel. Nhóm Houthi cho biết các cuộc tấn công nhằm đáp trả chiến dịch đổ bộ của Israel và dải Gaza và tuyên bố sẽ tiếp tục tấn công cho đến khi có thêm thực phẩm và thuốc men vào Gaza. Các vụ tấn công của Houthi nhằm vào tàu thuyền trên Biển Đỏ khiến việc vận chuyển hàng hóa qua vùng biển này gặp khủng hoảng. Những ngày qua, nhiều tập đoàn vận tải biển đã ngưng vận chuyển hàng hóa qua Biển Đỏ hoặc định tuyến lại hải trình của các tàu. Ngày 18 tháng 12, tập đoàn dầu khí BP của Anh là công ty mới nhất đình chỉ vận chuyển qua Biển Đỏ. Trong khi, công ty vận tải biển Evergreen Đài Loan cho biết đang tạm dừng hoạt động vận chuyển qua Biển Đỏ. Trước đó, các công ty vận tải lớn gồm Công ty vận tải địa trung hải MSC Thụy Sĩ, Công ty CMA CGM Pháp, Công ty Maersk Đan Mạch và Hapag-Lloyd Đức cũng thông báo không sử dụng tuyến đường Biển Đỏ cho đến khi có thông báo mới. Kể từ khi xung đột Israel-Hamas bùng nổ vào ngày 7 tháng 10, nhóm vũ trang Houthi ở Yemen được Iran hậu thuẫn đã liên tục tấn công tên lửa và máy bay không người lái UAV vào các tàu đi qua Biển Đỏ, một trong những tuyến đường biển nhộn nhịp nhất thế giới. Lực lượng này tuyên bố nhắm vào tàu liên quan đến Israel. Tàu đang hướng đến các cảng của Israel hoặc đi ngang qua bờ biển ven Biển Đỏ của Yemen. Houthis gọi đây là hành động đáp trả Israel trong xung đột Israel-Hamas và để thể hiện tình đoàn kết với người Palestine. Lực lượng Mỹ và đồng minh ở Trung Đông đã bắn hạ nhiều tên lửa UAV của Houthi phóng từ Yemen kể từ tháng 10. Tuy nhiên, trước việc ngày càng nhiều tàu đi qua Biển Đỏ bị tấn công, Mỹ đã đề xuất ý tưởng thành lập lực lượng đặc nhiệm Hải quân đa quốc gia để hộ tống, đảm bảo an toàn cho các tàu thương mại di chuyển trên tuyến đường biển này. Đầu tháng này, Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan cho biết Mỹ đang tích cực đàm phán với các đồng minh về việc thành lập lực lượng đặc nhiệm hàng hải hộ tống tàu thương mại ở Biển Đỏ. Ông Sullivan cho biết lực lượng này sẽ có sự tham gia của các tàu từ nhiều quốc gia đối tác nhưng không cung cấp thông tin chi tiết. Theo ông Sullivan, đây là phản ứng tự nhiên trước những hành động nguy hiểm của Houthis. Sau đó, vào ngày 14 tháng 12, đặc phái viên Mỹ tại Yemen Tim Lankerkin đã nói với hãng tin Reuters rằng Washington muốn mở rộng hết mức có thể để lực lượng đặc nhiệm hiện tại bảo vệ các tàu ở Biển Đỏ. Tuy nhiên, ông Lankerkin lại từ chối cho biết Washington đã tiếp cận những bước nào và bao nhiêu nước để mở rộng liên minh hàng hải. Lực lượng đặc nhiệm hiện tại ở Biển Đỏ và Vịnh Aden được gọi là Lực lượng đặc nhiệm Liên hợp 153, CTF 153, thuộc Lực lượng Hàng hải Liên hợp, CMF. Cũng trong ngày 14 tháng 12, Lầu Năm Góc cho biết Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lloyd Austin đã thảo luận với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Saudi Arabia Khalid bin Salman về các mối đe dọa của Houthi đối với quyền tự do hàng hải ở vùng biển này. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Charlie Q. Brown Jr. đã có cuộc nói chuyện tương tự với người đồng cấp Pháp Stefan Miller, theo Lầu Năm Góc. Phản ứng với kế hoạch của Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Iran Mohammad Reza Astiani cảnh báo lực lượng đặc nhiệm đa quốc gia Mỹ dự kiến thiết lập ở Biển Đỏ sẽ gặp phải những vấn đề nghiêm trọng và tuyên bố không ai có thể tiến hành những động thái nào trong khu vực Biển Đỏ mà Iran đang chiếm ưu thế nhiều hơn. Tuy nhiên, ông không chỉ ra các biện pháp mà Tehran dự định thực hiện để đáp trả đề xuất của Mỹ.
Ngày 13 tháng 12, hãng thông tấn nhà nước Sabah của Yemen dẫn lời một quan chức cấp cao giấu tên đã bác bỏ thông tin Yemen đồng ý tham gia lực lượng đặc nhiệm đa quốc gia do Mỹ đề xuất, đồng thời cho biết quyết định này sẽ do các cơ quan thẩm quyền cao nhất trong nước, đặc biệt là hội đồng lãnh đạo của Tổng thống đưa ra. Trong khi đó, ông Mick Mulroy, quan chức lầu năm góc thời chính quyền Tổng thống Donald Trump với nhiều kinh nghiệm về các vấn đề Trung Đông cho rằng việc dùng lực lượng an ninh hàng hải để bảo vệ các tuyến đường thủy trong khu vực là một ý tưởng hay, theo tờ The Washington Post. Tuy nhiên, theo ông Mulroy, việc tìm đủ tàu để thực hiện đề xuất lực lượng đặc nhiệm cho hiệu quả có thể là một thách thức. Ông nói rằng Mỹ có thể làm nhiều cách nhưng có thể cần phải di chuyển tàu từ các khu vực khác tới Biển Đỏ. Hiện tại, Mỹ vẫn chưa cung cấp chi tiết về đường hướng hình thành lực lượng đặc nhiệm hải quân, tức là chưa nói rõ sẽ lập mới hay sẽ mở rộng lực lượng đặc nhiệm hiện có, CTF-153. Bài bình luận đăng trên chuyên trang quốc phòng Defense News cho rằng Washington không cần thành lập một lực lượng đặc nhiệm mới, mà chỉ cần mở rộng CTF-153 bằng cách thu hút thêm các thành viên và tăng cường năng lực hoạt động. Bài bình luận gợi ý rằng một số nước gồm Ai Cập, Saudi Arabia, Israel, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Bahrain và các nước G7 nên tích cực tham gia lực lượng này do có lợi ích ở Biển Đỏ, có mối quan tâm đối với quyền tự do hàng hải ở Trung Đông cũng như tư cách thành viên CMF. Một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết, Tổng thống Joe Biden và Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan đã thảo luận với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về việc thu hẹp quy mô các hoạt động cường độ cao của Israel tại Gaza. Dẫn lời các quan chức y tế Palestine, hãng tin Reuters Anh cho rằng nỗ lực tập trung thay đổi chiến lược là động thái mới nhất trong chiến dịch gây áp lực kéo dài nhiều tuần từ Washington nhằm hành động quyết liệt hơn nữa để bảo vệ 2,3 triệu người ở Gaza. Kể từ khi xung đột bùng phát cho đến nay, đã có gần 19.000 người thiệt mạng trong các hoạt động trả đũa của Israel đối với cuộc tấn công của lực lượng Hamas vào hôm 7 tháng 10. Trong cuộc phỏng vấn với kênh Channel 12 của Israel, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan nói rằng ông đã có những cuộc đàm phán mang tính xây dựng với Thủ tướng Netanyahu về việc Israel nên chuyển sang giai đoạn hoạt động chính xác và có mục tiêu hơn. Tuy nhiên, vị quan chức này từ chối cung cấp thông tin chi tiết và mốc thời gian cho sự thay đổi chiến lược này. Trong một cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Nhà Trắng John Kirby cũng nói rằng ông Sullivan đã thảo luận về khả năng chuyển hướng sang các hoạt động cường độ thấp hơn trong tương lai gần, nhưng từ chối cung cấp thời gian biểu cụ thể. Quan chức Mỹ giấu tên nhận định, sự thay đổi này có thể bao gồm chuyển đổi trọng tâm từ các hoạt động rà phá cường độ cao sang cường độ thấp hơn và tập trung vào các mục tiêu có giá trị cao. Với nhiều cuộc tấn công dựa trên thông tin tình báo hơn và nhiều mục tiêu quân sự hẹp phức tạp hơn. Theo nguồn tin này, sự thay đổi chiến lược đánh dấu một bước ngoặt to lớn trong nỗ lực dài hạn, đồng thời cho biết thêm rằng các cuộc thảo luận đang được tiến hành với Israel, chính quyền Palestine và các nước khác trong khu vực về cách tiếp quản Gaza trong tương lai. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!